Chẳng biết anh đúng hay sai, nhưng vẫn lựa chọn sẽ sống cảm xúc mình lại. Sai lầm đầu tiên đó là mình thấy còn rất nhiều anh em hiểu sai về gen hay là phẩm chất của con cá. Thì màu sắc ở cá rồng cũng là một trong những đặc điểm di truyền từ nguồn gen bố mẹ. Nó quyết định đến 50 thậm chí là 80% cái vẻ đẹp và sự lên màu của con cá rồng huyết long nói riêng và cá rồng nói chung. Thì những sai lầm của anh em mình thường gặp có ba cái vấn đề mà anh em hiểu sai thông thường, đó là thứ nhất, rất nhiều anh em nghĩ là con huyết long thì con nào cũng như nhau và mua cá huyết long ở Việt Nam thì chắc chắn nó sẽ đỏ. Và điều này cũng chưa hoàn toàn đúng với anh em, bởi vì cá rồng thì sẽ có con này con kia, ngay cả trong cùng một bầy á thì nó cũng có con gen trội con gen lặn, đâm ra là sẽ có con đắt tiền con rẻ tiền là vậy. Tiền nào của nấy, nó sẽ đúng trong cái trường hợp này anh em. Con gen nó mà nguồn gen nó tốt thì chắc chắn nó sẽ đắt hơn là những con mà gen lặn và phẩm chất kém hơn. Rồi cái hiểu sai lầm thứ hai mà mình hay thấy anh em hiểu sai, đó là rất là nhiều anh em mua con cá rồng đắt tiền, rất là đắt tiền và cá xịn, và quả quyết là chắc chắn nó sẽ đỏ, nó sẽ đẹp. Điều đó cũng chưa hoàn toàn là chính xác anh em, bởi vì con cá rồng đôi khi anh em mua đắt tiền á, là những con cá nó thiên về body. Anh em có để ý là những khi mà chúng ta chơi cá rồng body á, lúc nào nó cũng đắt hơn là chơi màu. Một con cá màu tốt á, nó lại rẻ hơn con cá mà body đẹp. Những con cá sọt, pha phu hay là king đồ giá đều rất là mắc. Nhưng mà điều đó chưa quyết định được là nó sẽ lên màu đẹp, lên màu đỏ. Nó còn phụ thuộc vào cái cách chơi và cái cách chăm của mình rất là nhiều. Mình chỉ đánh giá là phẩm chất chỉ chiếm được khoảng 50% thôi, còn lại 50% là phụ thuộc vào cách chơi. Và cách chơi á, nó còn rất là nhiều vấn đề và mình sẽ trình bày ở phía sau cho anh em xem. Đó. Cái sai lầm thứ ba mà anh em thường hiểu chưa hoàn toàn chính xác ở cái mục này, đó là một số anh em mua những con cá bình dân, con cá rẻ tiền thì lại nghĩ rằng là có lẽ là chắc nó không lên màu đẹp được, nó không có cửa là đỏ được, giống như là buông xuôi á. Điều này cũng chưa hoàn toàn chính xác anh em, bởi vì theo mình chơi và thời gian mình trải nghiệm á thì mình thấy rằng là những con cá thể huyết long á, đều có thể lên màu đẹp, lên màu tốt được nếu như chúng ta chăm đúng cách và kiên trì với cách chơi của mình. Các bạn cứ kiên trì chăm đánh đèn và chăm nó thật là kỹ đi, rồi nó sẽ đẹp, nó sẽ lên màu thôi. Đó, và cách chơi của bạn phải thật hợp lý mới được. Đừng bao giờ buông xuôi và đừng bao giờ hết hy vọng, hết cơ hội hết. Sai lầm thứ hai đó là lựa chọn kích thước hồ cá không hợp lý. Đây là một cái vấn đề mà mình đã chia sẻ rất là nhiều lần, cũng như là nhắc đi nhắc lại với anh em cũng rất là nhiều lần rồi. Anh em có thể nhìn sang Endo, người ta sử dụng những cái hồ rất là nhỏ, rất là vừa vặn để mà tanning huyết long, nên nó rất là hiệu quả anh em. Còn anh em ở Việt Nam á, chúng ta mắc một cái nhược điểm và một cái sai lầm là chúng ta Việt Nam ham to quá. Chúng ta chơi những cái hồ nó quá to, và khi hồ quá to thì tanning nó không thể nào là hiệu quả và nó rất là vất vả, cũng như là tốn nhiều thời gian, tốn nhiều đèn. Nên tụ chung lại á, là việc lựa chọn được một cái kích thước hồ hợp lý nó rất là quan trọng trong cái vấn đề tanning để cá lên màu. Thì con huyết long, nhất là những con sọt, con pha phu này nọ thì trưởng thành nó chỉ khoảng từ 40 đến 50 cm thôi. Con cá thường á, thì khoảng 60 đến 70 cm là cùng. Trong điều kiện nuôi nhốt hồ kính nó chỉ đạt như thế là max size rồi. Nên anh em chỉ nên làm những cái hồ trong khoảng từ 1m2 tới 1m6 là nó đã có thể quay đầu được và nuôi tới lớn được. Hông hồ thì nên làm từ khoảng 60 đến 65 cm thôi, đừng làm cao quá. Và cột nước nên cao từ 40 đến max là khoảng 50-55 là cùng thôi, đừng làm cột nước cao anh em à. Đấy, thì nó sẽ hợp lý và chơi nó sẽ dễ lên màu, dễ tanning hơn. Anh em chúng ta làm những cái hồ to, to bự khủng, bự chà bá, nhất là những cái hồ lọc dưới á, thì anh em tưởng tượng nó như một cái thấu kính, nó sẽ tán hết ánh sáng, thì rất khó để đánh đèn
tốn rất là nhiều đèn cũng như rất nhiều thời gian. Anh em có đánh là bao nhiêu đèn, thậm chí là mát cái đèn đèn cao áp hoặc đèn đường xuống đánh nó cũng vậy thôi. À, chưa kể là sau này á, vệ sinh hồ cũng như là trị bệnh cá rất là vất vả, tốn rất là nhiều thuốc mà thời gian để khỏi bệnh rất là lâu. Nên nhân đây mình cũng góp ý anh em một lần nữa, đó là ví dụ anh em thích chơi những cái hồ to, hồ lục dưới thì nên làm hai mực nước, thì nó sẽ nâng hạ dễ dàng để trị bệnh, để đánh đèn hơn. Đấy, việc lựa chọn được một cái hồ hợp lý nó rất là ok. Chứ còn ngược lại chọn sai, chọn cái hồ không hợp lý, chơi nó rất là dở về sau luôn, cực kỳ dở đó. Nên anh em lưu ý một cái vấn đề cực kỳ quan trọng này nha. Sai lầm thứ ba đó là anh em chọn sai thời điểm tanning. Thường là anh em vội vã quá, vội vã tanning quá khi con cá nó còn quá nhỏ, còn quá tơ. Nhiều ông là mua con cá về mới vài tuần thôi, hoặc vài tháng là đã vác đèn ra là ốp tanning rồi. Thật sự là rất khó để kỳ vọng hay là để mong đợi gì ở một con huyết nhỏ như thế nó lên màu được. Không có lên màu đó anh em, chả được bao nhiêu đâu, và nó rất là rủi ro. Thì con cá nó còn nhỏ, nó còn tơ thì vảy nó cũng nhỏ, thể trạng nó cũng yếu. Tanning là con dao hai lưỡi mà nó sẽ rất là dễ gây stress, gây là lỗi cho cá. Stress thì nó dễ dẫn tới dư môi, sệ mắt, nó rất là rủi ro. Và cái nữa là con huyết long á anh em, thường nó trưởng thành trong khoảng từ 3 tới 4 năm nó mới trưởng thành và nó bắt đầu sinh sản. Thì cá rồng nó cũng là một trong những động vật mà cá thể đực nó có xu hướng là cái màu nó sẽ rực rỡ và lòe loẹt hơn cá thể cái để mà nó thu hút bạn tình. Thì con cá nó trưởng thành rồi, màu nó mới chín, màu nó mới lên, mới lẹp. Thì khi đó anh em tanning, khi cá già cá nó sẽ nhanh lên màu hơn và nó sẽ hiệu quả hơn và ít rủi ro hơn. Mình khuyến cáo anh em nên tanning trong khoảng tối thiểu là con cá nó được size 40, hoặc là anh em đã nuôi được khoảng 1 năm rồi thì anh em hãy tanning nha. Rồi một cái nữa là anh em thường vội vã chọn sai thời điểm, nữa là tanning khi con cá nó không có thể trạng tốt, nó bệnh hoặc là nó stress mà vẫn cố chấp, cố đóng ăn xôi mà vác đèn tanning, thì nó sẽ càng làm cho con cá các bạn nó tệ hơn thôi, nó sẽ stress thêm và nó bệnh thêm. Đó. Một cá thể nó không thể nào đẹp được khi mà nó không khỏe cả, nó phải khỏe, nó phải sung thì nó mới đẹp được anh em. Đó. Đâm ra là anh em phải lựa chọn thời điểm tanning khi mà con cá các anh em nó không nắm bệnh và nó sung căng, càng sung càng tốt. Mình để ý rồi, những con cá nào nó tanning nó lên màu đẹp là khi nó sung căng thôi và nó ăn khỏe. Đó, anh em lưu ý điều đó nha. Sai lầm thứ tư đó là rất nhiều anh em cứ nghĩ rằng đèn càng mạnh thì cá nó sẽ lên màu càng tốt. Cái này không đúng đâu anh em. Mình đã từng chứng kiến một anh trai nghệ nhân được xếp vào hàng nghệ nhân, hoặc là chơi rất là thâm niên, thâm xì luôn á, đánh cả năm mặt cái hồ nhưng mà hiệu quả không chả tới đâu, con cá nó cũng không lên màu bao nhiêu, thậm chí là nó stress. Đấy, thì cái là việc lạm dụng ánh sáng, lạm dụng cường độ ánh sáng quá, nó rất là dễ dẫn đến những cái hệ lụy làm cho con cá nó khó chịu, nó stress, và thậm chí là nhiều con nó bị cháy vảy, nó bị đen. Đó. Thì tanning hiệu quả là cần ánh sáng đậm đặc anh em. Ánh sáng đậm đặc nó khác với ánh sáng mạnh. Ánh sáng đậm đặc khi nó sẽ được, khi là chúng ta sử dụng một cái hồ hợp lý, cái hồ nhỏ vừa phải, thì chúng ta chỉ cần một cái đèn hoặc là hai cái đèn thôi là ánh sáng nó đủ đậm đặc rồi, và nó gom, nó tác dụng vào con cá. Kèm với đó, kèm với ánh sáng đậm đặc đó là thời gian tác dụng lâu dài, kéo dài ra. Tanning và từng chu kỳ và kéo dài ra, kiên trì thì màu nó sẽ đẹp. Chứ đùng một cái mà đánh tưng bừng khói lửa lên thì con cá nó chết, nó bệnh rồi, chúng ta lại dưỡng lại nó mất hết mẹ màu, coi như là công sức chúng ta là tanning nó đổ sông đổ biển hết, dưỡng lại con cá huyết long nó rất là cực. Đấy, đâm ra là anh em phải lưu ý với vấn đề về sử dụng cường độ ánh sáng cho nó hợp lý.
Sai lầm thứ năm đó là pha nhiều loại đèn màu khác nhau vào khi tanning. Đây là cái sai lầm mà rất nhiều anh em gặp luôn. À, có bao nhiêu đèn đem hết ra, mở tung tóe lên. À, đèn tanning, đèn trên nóc, đèn xanh đỏ tím vàng tưng bừng lên như là vũ trường vậy. Thì điều đó nó không đúng và không hiệu quả anh em. À, khi mà chúng ta pha nhiều loại đèn với nhiều màu như thế, nó sẽ làm thay đổi các chỉ số của ánh sáng. Ví dụ chúng ta tanning bằng cái đèn 6500 Kelvin ốp ngang đi, mà chúng ta đánh thêm màu vàng, màu xanh ở trên nóc, màu hồng rồi nữa, thì nó các chỉ số ánh sáng nó không còn ở mức đó nữa. Độ Kelvin nó sẽ không còn là 6500 nữa, mà nó sẽ thay đổi đi. Bước sóng ánh sáng nó cũng sẽ thay đổi đi, nó tùm lum lên, nó không hiệu quả lên thực sự lên con cá. Đó, nên mình khuyến cáo anh em là khi tanning á, là chỉ dùng một cái đèn tanning làm chủ đạo thôi, không cần mở nhiều loại đèn. Khi tanning thì chỉ cần mở đèn tanning kết hợp với cùng lắm là ánh sáng UV để hỗ trợ lên màu ở huyết long thôi, chứ ngoài ra không nên mở 2-3 loại màu khác. Không cần. Và khi tanning á anh em, không cần mở đèn trên nóc anh em. À, khi tanning thì đã mở đèn ốp ngang rồi thì chúng ta không cần mở đèn trên nóc đâu. À, cái ánh sáng tạt ngang á, nó sẽ hiệu quả nhiều hơn gấp nhiều lần cái ánh sáng ở trên nóc. Anh em cứ để ý là rất nhiều anh em chơi mở đèn nóc 5 4 5 5 3 4 5 đi, mở đèn nóc rất là xuyên mở nhưng mà màu cá nó vẫn không lên, bởi vì cái đèn trên nóc nó không hiệu quả. Cái vảy lưng á, nó chỉ lên được rất ít, thậm chí là nhiều con lưng nó vẫn đen. À, bởi vì cái lưng á, là cái nơi mà cái vảy nó dày nhất và nó khó lên màu nhất. Và để trên nóc thì đèn chỉ là đèn ngắm và đèn thắp sáng thôi, chứ là nó hiệu quả rất là thua so với đèn khi chúng ta ốp ngang. À, và đặc biệt là cái đèn đỏ cá không đổ nước hoặc cái đèn màu đỏ để trên nóc á, thì như mình đã nói, ánh sáng màu đỏ hoặc màu hồng là nó có bước sóng là yếu nhất trong tất cả các quang phổ ánh sáng, đâm ra là những cái đèn ngắm, đèn đỏ nó không hiệu quả lên màu là vậy anh em. Thậm chí chúng ta đem đèn nó đi tanning nó cũng hiệu quả rất thấp đó. Một lần nữa mình nhắc lại anh em cái vấn đề này, là đừng có nên pha nhiều loại màu vào khi tanning, nó sẽ làm thay đổi các chỉ số của ánh sáng hết. Sai lầm thứ sáu đó là tanning chưa đủ thời gian, là không đủ kiên trì anh em, vội vã quá. À, nhiều ông tanning được có vài ngày là chán rồi gỡ ra, hoặc thậm chí tanning vài tuần thôi hoặc tháng thôi, nói sao nó chưa lên màu, thôi tháo mẹ ra luôn. À, hoặc là nhìn nó vướng víu quá, nhìn nó rườm rà quá rồi bắt đầu chán tháo ra. Thì khi mà tanning không đủ thời gian như vậy thì nó không có hiệu quả gì anh em. À, công sức là vứt đi hết. Tanning là phải có thời gian, có lộ trình và phải kiên trì anh em. Anh em cứ thấy Indo đi, Indo mãi đỉnh mà. Anh thấy anh em Indo người ta tanning rất là kiên trì, rất là lâu luôn. À, tanning thời gian rất là dài, thậm chí những con mà lên màu rất là đẹp rồi, người ta vẫn cứ tanning tiếp tục để mà giữ màu. Đó. Thường mình trải nghiệm và mình thấy là anh em nên tanning theo chu kỳ. Một chu kỳ nó khoảng từ 2 đến 3 tháng, anh em tanning liên tục như thế. Sau đó anh em có thể nghỉ, là cho cá nghỉ khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày. Rồi chúng ta lại tiếp tục tanning được. Đó, thì chu kỳ đó sẽ lặp lại cứ đi tiếp vậy đến khi nào mà màu đó, con cá nó bền, nó chắc rồi thì chúng ta dừng. Chứ đừng có vội vã quá, chơi huyết mà vội vã mà không đủ kiên trì thì sẽ không có được cái kết quả tốt. Đó. Thường là tanning tính bằng năm chứ không thể nào tính bằng ngày, bằng tháng được nè. Mình thấy vậy. À, con cá mà khi nó đã già rồi, đã màu nó bền đó, thì nó mới không tuột màu và màu nó mới đẹp thôi. Chứ tanning chưa đủ thời gian thì cá nó không có hiệu quả và nó sẽ tuột màu rất là nhanh. Đó, khi mà chúng ta dừng tanning. Đó, một điều rất lưu ý về thời gian và chu kỳ tanning anh em nhé. Sai lầm thứ bảy đó là anh em chăm cá chưa đủ tốt, thể hiện ở việc thay nước, vệ sinh hồ và chế độ ăn. Đấy, đầu tiên là về thay nước.
thì ketanin con huyết lông nó sẽ rất là căng thẳng anh em, chiếu thẳng đèn vào người nó, vào mắt nó mà, và thời gian dài nữa rất là căng thẳng. Nên việc thay nước sẽ làm cho con cá nó dễ chịu hơn, nó ít stress hơn. Thường thì mình sẽ thay nước mỗi ngày hoặc là cách ngày mình sẽ thay nước cho con cá nó sung, nó đỡ stress. Và ketanin á, nhiệt độ để đảm bảo cho cái quá trình lên màu nó tốt á, là nằm trong khoảng từ 27 đến 29 độ C là tốt nhất. Và cái việc thay nước là cái cách tốt nhất để mà hạ được nhiệt độ cái hồ. Ketanin á, đèn nóng nóng á, nó sẽ làm tăng nhiệt độ hồ, và chỉ có thay nước là cách tốt nhất để chúng ta giảm được nhiệt độ hồ như thế. Ở miền Tây Nam Bộ thì cái việc đảm bảo nhiệt độ nó là rất dễ rồi. Có lưu ý anh em ở miền Bắc á, có cái mùa lạnh hoặc là rất lạnh á, thì khi thay nước anh em lưu ý rất là dễ bị sốc nước con cá, nó rất là chênh nhiệt độ mà. Thì khuyến cáo anh em nên thay nước ấm hoặc là thay vào giác giữa trưa á nha. Đấy. Còn ông nào tanin á, mà lười thay nước thì thua đấy anh em. Bắt buộc tanin là nên xuyên thay nước đi. Rồi vấn đề thứ hai là vấn đề vệ sinh hồ cá. Khi tanin thì nó sẽ rất là dễ lên rêu, lên nhiều rêu, lên nhiều tảo, đặc biệt là những hồ phong trắng. Thì anh em nào mà xuyên vệ sinh được thì tốt thôi. Lúc nào sạch sẽ thì nó cũng dễ chơi, và nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn và nó ít nấm bệnh hơn, ít rủi ro hơn. Nếu mà anh em xuyên có thể thọc tay hoặc thọc cây vào để chùi hồ cho nó sạch. Còn mình rất ít khi thọc tay thọc cây vào chùi hồ. Mình chỉ thả cá lau kính hoặc là những con cá nào nó mút rêu được thôi. Chết con này mình thay con khác, con này không hiệu quả mình sẽ thay bằng con khác ngay. Khi anh em mà học tay vào chùi hồ thì lưu ý tránh cho cá nó stress, nó nhảy anh em nha. Nó mà stress rồi là rách việc, là công cốc đó. Cái quan trọng nhất cái vấn đề vệ sinh đó, là anh em nên vệ sinh cái mặt kính trước, cái mặt kính mà chúng ta ốp đèn, không để nó bị bám rêu nhiều quá. Nó sẽ làm ngăn ánh sáng và hạn chế ánh sáng đến con cá, lúc đó là ánh sáng nó sẽ không còn hiệu quả nữa. Bắt buộc phải vệ sinh cái mặt kính trước lúc nào cũng trắng sạch hết. Chúng ta chỉ cần một cái cục hít chùi hồ kéo đi kéo lại một cái là xong. Rồi vấn đề nữa là về chế độ ăn. Thì khi tanin anh em nên cố gắng đổi mồi liên tục cho con cá. Đổi mồi cho nó thật hấp dẫn. Ăn nhiều loại mồi đó, nó sẽ hấp dẫn hơn là ăn một thứ. Ăn rất là một thứ rất là dễ chán. Chúng ta cố gắng đổi mồi xoay tua liên tục để cho kích thích con cá, và khẩu phần ăn phong phú như thế thì nó cũng nhiều chất hơn, cá nó thích thú ăn hơn. Chứ ăn một thứ hoài chán lắm. Sâu dế nhái rồi rết này nọ đó, anh em cứ xoay tua cá mồi đó. Thì mình chăm cá, mình chơi cá rồi, mình cố gắng là mình chịu cực và mình bỏ tâm và mình chăm chút cho nó một xíu hơn. Nhất là cái bữa ăn anh em cũng rất là quan trọng. Rồi mình vừa mới chia sẻ 7 sai lầm thường gặp khi tanin huyết lông, được đúc kết từ chính những cái trải nghiệm, từ chính những cái sai lầm của bản thân mình trong suốt quá trình chơi cá cũng tương đối là dài, cộng với những cái sai lầm mà mình quan sát được từ những anh em chơi cá xung quanh. Rất là hy vọng những điều mình chia sẻ sẽ giúp ích, sẽ hữu ích cho được cho những anh em đồng ngư trong quá trình chơi cá rồng cũng như là tanin huyết lông. Anh em có thể là mắc sai lầm rồi chúng ta sửa, rồi chúng ta điều chỉnh được. Nhưng mà nếu là hạn chế được và tránh được những sai lầm thì càng tốt anh em. Anh em chỉ cứ chơi cá, cứ chơi huyết lông một cách thật là kiên trì và bỏ nhiều tâm tư, tình cảm vào, nhiều tâm huyết vào, thì con cá anh em nó sẽ đẹp thôi. Một lần nữa chúc anh em chăm cá thật là thành công, cho ra đời được những chú huyết lông với màu sắc rất là đẹp. Rất cảm ơn anh em đã xem chiếc clip rất là dài rồi. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn anh em ở chiếc clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.